Chào các em. Hôm nay cô sẽ giới thiệu đến các em một bài học mới, tiết 81, thuyết minh về một phương pháp, cách làm. Phần thứ nhất, một La Mã, chúng ta sẽ tìm hiểu về một phương pháp, một cách làm. Sau khi đọc xong hai văn bản sách giáo khoa trang 24, 25, các em lần lượt trả lời một số câu hỏi. Gợi ý như sau. Văn bản A hướng dẫn cách làm đồ chơi gì? Tìm đối tượng chính trong văn bản. Kiểu văn bản thuyết minh này gồm mấy phần chủ yếu. Phần thứ nhất, chúng ta sẽ thấy đó là nguyên vật liệu, cách làm và yêu cầu thành phẩm. Cô mời các em quan sát một số hình ảnh. Đây là một số quả thông khô, nguyên vật liệu trong văn bản có nhắc đến. Một nhỏ nguyên vật liệu, chúng ta chỉ cần nêu nguyên vật liệu cần thiết, tránh trừu tượng. Phần cách làm được trình bày như thế nào? Ở đây, cách làm có 5 bước: cách tạo thân, đầu, làm mũ, cách làm bằng tay, bằng chân. Yêu cầu thành phẩm của cách làm đồ chơi này là gì? Phần này có cần thiết hay không? Vì sao? Yêu cầu thành phẩm là nêu lên tỷ lệ, hình dáng, chất lượng. Vì vậy, phần này cũng rất cần để giúp người làm so sánh và điều chỉnh. Trong 3 phần nguyên vật liệu, cách làm và yêu cầu thành phẩm, thì chúng ta sẽ thấy đối với kiểu bài thuyết minh này, cách làm là phần quan trọng nhất. Cô mời các em quan sát một số sản phẩm được làm từ quả thông khô. Tiếp theo, chúng ta sẽ tìm hiểu văn bản B, sách giáo khoa trang 25. Ở văn bản B, hướng dẫn cách nấu món ăn gì? Đối tượng chính trong văn bản này là gì? B nhỏ, cách nấu canh rau ngót với thịt lợn nạc. Đây là một món ăn khá phổ biến trong đời sống. Mời các em quan sát một số hình ảnh. Có thể ngoài nấu với thịt lợn thì chúng ta có thể nấu với tôm khô, vân vân. Tương tự, văn bản B có những nội dung gì? Vẫn là kết cấu 3 phần: nguyên liệu, cách làm và yêu cầu thành phẩm. Phần này, cô mong các em tìm những điểm giống và khác nhau về cấu trúc của hai văn bản A và B. Trong câu này, các em sẽ tự thực hiện để khắc sâu kiến thức. Mời các em quan sát văn bản A, cách làm đồ chơi. Đối tượng, cấu trúc. Văn bản B, cách nấu canh rau ngót với thịt lợn nạc. Đối tượng, cấu trúc 3 phần. Vậy thì cả hai văn bản thuyết minh đều có đối tượng chính và có cấu trúc 3 phần. Riêng phần nội dung của từng văn bản đều khác nhau. Chốt lại, ở phần B nhỏ, nguyên liệu cần có thêm phần định lượng. Cách làm cần tuân thủ trình tự trước sau và chú ý thời gian. Phần yêu cầu thành phẩm cần chú ý 3 mặt: trạng thái, màu sắc và mùi vị. Vậy thì theo các em, làm gì để có thể thực hiện được cách làm trong hai văn bản? Em có thể vận dụng thực hiện được hay không? Khi giới thiệu một phương pháp, cách làm cần đảm bảo điều kiện, yêu cầu gì? Phần này sẽ được chốt lại trong ghi nhớ sách giáo khoa trang 26. Điều kiện: khi giới thiệu một phương pháp nào, người viết phải tìm hiểu, quan sát, nắm chắc phương pháp, cách làm đó. Phần yêu cầu: khi thuyết minh cần trình bày rõ điều kiện, cách thức, trình tự và yêu cầu chất lượng đối với sản phẩm đó.
Lời văn càng ngắn gọn, chính xác và rõ ràng. Sang phần 2 La Mã luyện tập. Bài tập số 1: lập dàn bài cho bài văn thuyết minh về một phương pháp, cách làm, một sản phẩm, ví dụ như đồ chơi, món ăn, đồ dùng học tập, một trò chơi dân gian, làm hoa ngày Tết, vân vân. Đây là một số hình ảnh về các trò chơi dân gian mà bất cứ tuổi thơ nào chúng ta cũng đều trải qua. Cô sẽ giới thiệu với các em hai dạng ý. Dạng ý thứ nhất là dạng ý bài thuyết minh, một trò chơi thông dụng của trẻ em. Ở phần này có 3 phần: mở bài, thân bài, cách bài. Mở bài giới thiệu khái quát trò chơi. Thân bài cũng nêu thứ tự theo các nội dung như số người chơi, dụng cụ chơi, cách chơi, luật chơi, yêu cầu đối với các trò chơi. Kết bài là nêu cảm nhận của mình về trò chơi đó. Mời các em quan sát một số sản phẩm của các cái đồ chơi trẻ em. Đây một hình ảnh rất là quen thuộc đối với chúng ta. Vậy thì ở dạng ý B, nếu cách làm bất cứ một đồ chơi nào thì cũng cần phải làm theo một cái trình tự cụ thể. Phần A là nguyên vật liệu, B cách làm, C yêu cầu thành phẩm. Phần này các em sẽ nhìn màn hình để quan sát và tìm hiểu thêm. Sang phần bài tập số 2, đọc văn bản, phương pháp đọc nhanh, sách giáo khoa trang 26 và 27. Chỉ ra cách đặt vấn đề, các cách đọc, nội dung và hiệu quả của phương pháp, nêu ý nghĩa của những số liệu nêu trong bài. Phần này các em sẽ quan sát sách giáo khoa, tự tìm hiểu và các em sẽ hoàn thành bài tập ở nhà và đọc cho cô bằng hình thức mà chúng ta đã mặc định. Sang phần củng cố, cô có hai câu hỏi nhỏ để thực hiện phần củng cố cho các em. Câu số 1: hãy sắp xếp các dòng dưới đây theo trình tự hợp lý để tạo thành dàn ý phần thân bài của bài văn thuyết minh về một phương pháp thí nghiệm. A là cách làm, B yêu cầu thành phẩm, C điều kiện. Chúng ta cùng xem kết quả thực hiện. A, B, C chúng ta sẽ chuyển thành trình tự 1, 2, 3 và vị trí có thay đổi. 1 là điều kiện, 2 cách làm, 3 yêu cầu thành phẩm. Sang câu hỏi số 2, nhắc lại và phân biệt nội dung các kiểu bài thuyết minh đã được học. Trước nay chúng ta đã được học 3 kiểu bài thuyết minh. Thứ nhất, thuyết minh về một phương pháp, một cách làm mình vừa học. Thứ hai, thuyết minh về một thứ đồ dùng. Thứ ba, thuyết minh về một thể loại văn học. Mời các em quan sát và ghi nhớ thêm về ba kiểu bài thuyết minh này. Sang phần hướng dẫn tự học, các em cần học bài, nắm các bước làm bài văn thuyết minh về một phương pháp, một cách làm. Sưu tầm bài văn thuyết minh về một phương pháp, một cách làm trong một số bài báo và tạp chí. Lập dàn bài thuyết minh về một phương pháp để tạo nên sản phẩm cụ thể và viết thành bài văn hoàn chỉnh. Đó là bài văn về con diều giấy. Bài học đến đây là kết thúc. Chúc các em thành công.